Thưa quý vị, ngay sau khi sự cố vỡ cống hồ thải Quạng Đuôi, nhà máy tuyển đồng, tả phời của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, công ty đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập, đồng thời tiến hành xử lý, khắc phục sự cố. Thời gian qua, tình trạng mất an toàn các hồ thải trong khai thác khoáng sản luôn hiện hữu. Vậy thì khi xảy ra những sự cố như vậy, thì chúng ta cần làm gì, ứng phó ra sao để giảm thiểu thiệt hại? Trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngay sau đây, phóng viên Cuộc sống 24 giờ sẽ có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, ông Phạm Văn Sơn, để lắng nghe chia sẻ về những kinh nghiệm trong việc xử lý sự cố môi trường, đặc biệt là xử lý sự cố vỡ hoặc tràn hồ chứa thải. Cảm ơn ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình của VTC ngày hôm nay ạ. Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2023 thì đã xảy ra một sự cố tại nhà máy tuyển đồng xã Tà Phởi, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sự cố khiến bùn và nước thải tràn vào khu dân cư, gây ngập cũng như là nhiều tài sản bị cuốn trôi. Với sự cố như thế này thì ông đánh giá và nhìn nhận như thế nào? Và đây liệu có phải là một sự cố môi trường nghiêm trọng không ạ? Trước hết là tôi sẽ không nói được nhiều về cái sự cố này bởi vì là bản thân tôi chưa đến hiện trường để đánh giá một cách chính xác những cái gì xảy ra. Còn đánh giá là đây có phải là sự cố môi trường nghiêm trọng hay không thì chúng ta cần phải căn cứ vào những cái độc tố có trong chất thải, trong nước thải thoát ra từ cái sự cố này. Được biết, khi phát hiện ra sự cố thì công ty Đồng Tà Phởi đã báo cáo phối hợp với cơ quan chức năng di rời và sơ tán người dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập, đồng thời tiến hành huy động thiết bị, nhân lực khơi thông dòng chảy ở hạ lưu, gia cố hàn bịt hệ thống cống vỡ. Ông nhận định như thế nào về những xử lý bước đầu của doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng? Những cái biện pháp mà sơ tán người dân ra khỏi khu vực mà bị ảnh hưởng thì tôi nghĩ cái đấy là việc đương nhiên rồi. Cái việc mà chúng ta khơi thông dòng hoặc là chúng ta sơ tán người là không giải quyết được về mặt cơ bản những cái phần mà ô nhiễm đối với môi trường từ cái sự cố này. Để đánh giá mức độ ô nhiễm và đưa ra phương pháp xử lý phù hợp, theo ông thì cơ quan chức năng và doanh nghiệp nên làm gì ạ? Để xử lý các sự cố này, chúng ta cần phải có một kế hoạch phòng ngừa và những cái công trình phòng ngừa hết sức là chuẩn chỉ. Ví dụ như là căn cứ vào cái tính độc hại của nước thải, của chất thải trong vấn đề khai thác mỏ nói riêng cũng như là các cái ngành sản xuất chế biến khác nói chung. Khi sự cố đã xảy ra thì việc mà bàn xử lý như thế nào đã quá muộn. Cũng giống như cách đây một vài năm sự cố ở Formosa, chúng ta thấy là tất cả các chất thải độc hại thoát ra biển của bốn khu vực miền Trung thì chúng ta tự hiểu là không có một thiết bị nào, không có một cái máy lọc nào mà lọc được hết hàng tỷ mét khối nước biển trong trường hợp như thế. Cho nên câu chuyện mà xảy ra sự cố rồi chúng ta mới hỏi nhau là xử lý như thế nào thì tôi nghĩ cái câu hỏi đấy là chắc chắn là không có lời trả lời. Vâng, theo ông thì với sự cố vỡ máng thoát nước hồ thải Quạng Đuôi của nhà máy tuyển đồng Tà Phởi thì nên được xử lý như thế nào? Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm xử lý môi trường, đặc biệt là xử lý sự cố vỡ hoặc tràn hồ chứa thải mà Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã thực hiện trước đây không ạ? Đối với các cái sự cố môi trường thì hiện nay chúng ta thấy rằng là các cái văn bản quy định chủ yếu người ta chỉ đưa ra kế hoạch ứng phó sự cố, chứ không có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố. Ở một số văn bản thì có đưa cái từ mà kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố, nhưng về mặt bản chất bên trong các kế hoạch này thì người ta vẫn chưa thực sự chú trọng, kể cả cơ quan thẩm định các kế hoạch cũng như là các cái doanh nghiệp mà triển khai các kế hoạch này, người ta vẫn thường chú trọng tới khi sự cố xảy ra, chứ còn cái lúc chưa xảy ra thì hầu như là người ta không để ý. Để phòng ngừa tất cả những cái sự cố có thể xảy ra trong tương lai đối với hoạt động khai thác mỏ thì chúng ta cần phải có cái đầu tiên là quy hoạch vị trí của các cái công trình xử lý nước thải cũng như các bể chứa nước thải, chất thải rắn không ở những vị trí cao tiềm ẩn nguy cơ mà nó có thể mà xảy ra sự cố ảnh hưởng đến khu dân cư ở dưới, không ở gần các cái dòng sông, dòng suối để nó có thể tác động một cách trực tiếp đối với dân cư ở trên diện rộng. Thứ hai nữa là về mặt độ vững chắc của công trình, làm sao để đảm bảo không bị vỡ, không bị lún. Và như tôi nói phần trên là gì, là chúng ta cần phải có một cái thiết kế làm sao đấy để tất cả dòng nước mà nó chảy vào nó sẽ không chảy qua, cũng giống như chúng ta thấy các cái con đường
mà làm ở vùng núi, người ta bao giờ cũng phải làm một cái rãnh thoát nước mưa ở phía sát với sườn núi để cho nước nó không chảy qua làm hỏng đường. Thì đối với các cái công trình mà xử lý các cái bể chứa nước thải đấy, phải có một cái dòng nước, để phải có một cái kênh, phải có một cái mương để dẫn nước thoát từ trên núi xuống không chảy qua. Vâng thưa ông, thời gian qua thì tình trạng mất an toàn các hồ chứa thải trong khai thác khoáng sản luôn hiện hữu, và cộng hưởng thêm yếu tố về thời tiết, mưa vẫn còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Vậy theo ông thì cần làm gì để đảm bảo an toàn các hồ chứa chất thải? Tôi nghĩ việc đầu tiên là cần phải rà soát, kiểm tra lại tất cả các công trình lưu chứa chất thải cũng như là các cái công nghệ xử lý chất thải, nước thải của các đơn vị khai thác mỏ. Còn công tác tuyên truyền thì đương nhiên rồi, chúng ta cần kết hợp với cái công tác kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh kịp thời, thì chúng ta cũng cần phải có những cái tập huấn kiểm tra, đưa ra những cái ví dụ, những cái hậu quả rất là nghiêm trọng, phân tích những hậu quả hết sức nghiêm trọng đối với môi trường. Cái sự cố nghiêm trọng này nó không chỉ thuần túy là nghiêm trọng tức thời đâu, mà nó còn ảnh hưởng rất dài, thậm chí là nhiều thế kỷ về sau này. Đảm bảo làm sao đấy, với cái tác động của thiên nhiên hoặc là theo thời gian thì nó phải đảm bảo được vững chắc. Còn đối với những cái bể như thế này thì không được cho phép nước mưa chảy tràn vào bên trong, bởi vì là nước mưa mà nhất là ở một cái độ cao như thế, nó sẽ dồn vào và nó làm cho cái bể thải đấy nó không thể chứa được, là chuyện hiển nhiên. Tôi nghĩ là ví dụ như là chẳng hạn đối với cái thiết kế hạ tầng, tất cả những cái bể thải này, nước từ trên núi xuống nó không được chảy thẳng vào mà phải qua một cái mương để dẫn ra bên ngoài, có một cái đường dẫn ra bên ngoài, chứ không để nước mưa chảy vào cái bể thải như thế. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn ông ạ.